bàn là hơi nước cầm tay Mini Handy Steamer. Với công suất 1000W, máy tạo hơi phun mạnh mẽ, giúp ủi vặn quần áo nhanh chóng và hiệu quả. Bình chứa nước trong suốt 120ml có thể thoải mái quan sát lượng nước bên trong. Thiết kế nhỏ gọn, làm nóng nhanh trong 20 giây. Giữ hơi thoát ra khi nhấn nút hơi liên tục, thả nút hơi khi ngừng sử dụng. Đầu bàn chải vải dễ lắp ráp và tháo rời. Phù hợp sử dụng cho mọi loại chất liệu. Dòng hơi phun mịn, không đọng nước trên vải. Khử mùi và diệt khuẩn tối ưu. Thuận tiện sử dụng ở bất kỳ nơi đâu. Bàn là hơi nước cầm tay Mini Handy Steamer Premium Life Lock and Lock.